và nói tới lạm quyền thì không ai xa lạ với lời rồi các bạn hôm nay đây chúng ta đã thấy được là gao có một lời phát biểu vào ngày hôm qua thì trong cái buổi phỏng vấn này đã, chủ tịch gao cancel nhắc lại một lần nữa rằng các token của mạng lưới proof stake là chứng khoán theo định nghĩa của how we test và chúng cần được đăng ký với sec ban quản lý chứng khoán của hoa kỳ theo luật pháp của hoa kỳ nhưng mà ngược lại đó về phía chủ tịch của Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai uh, CFTC uh, thì chủ tịch là Rossen Banham thì cho rằng Ethereum là một loại hàng hóa và nên được cơ quan còn quản lý điều chúng ta đang chứng kiến ở đây đó là hai bộ phận quyền lực của Hoa Kỳ quản lý hợp đồng tương lai và quản lý chứng khoán đang tranh giành với nhau để mà quản lý tiền crypto này CFTC nói là không Ethereum chắc chắn là một loại hàng hóa và nên được cơ quan của CFTC quản lý chứ không phải là SEC Chủ tịch Gensler đã, chú ý đến Ethereum từ khi mạng lưới Ether nâng cấp lên Proof of Stake vào tháng 9 năm 2022 và ông luôn gọi Ether là một hợp đồng đầu tư. Lập lượng của Gensler cũng được ủng hộ bởi văn phòng tổng chân lý New York NYAG và họ đã có điều kiện chống lại sàn dịch KuCoin các bạn đã biết rồi trong cái vụ kiện đó đó họ đã nêu ra một số token trong đó có Luna UST và có Ethereum và lập luận của tổng chương lý ở New York là tên là chứng khoán đó thường đã chia sẻ với các bạn rồi nhưng mà lập luận đó cũng có nhiều loại hỏng đó các bạn bà ta gộp Ethereum Luna UST lại thành một nhưng mà giữa ba cái này đó thì đều có sự khác nhau cho nên uh, trong cái video đã chia sẻ nhiều với các bạn rồi, Thì sẽ không lặp lại video này. Nhưng mà điều mà các bạn nên hiểu ở đây đó là chủ tịch Joe Cancel có quyền suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng mà suy nghĩ của ông ta chỉ là suy nghĩ cá nhân mà thôi. Ông ta là chủ tịch của ban quản lý Chức của Hoa Kỳ đây là một cơ quan quản lý chứng khoán chứ không phải là cái nơi ra luật các bạn chỉ có quốc hội hoa kỳ mới được quyền ra luật mà thôi cho nên lời nói của chủ tịch giao chỉ có trọng lượng một phần nào đó mà thôi chứ không thể liệt bất cứ một cái gì là chứng khoán được hết nếu như mà chủ tịch có quyền hành đó thì ông ta làm rồi các bạn đâu cần phải chờ ngày hôm nay chủ tịch lúc nào cũng nói chung chung là có nhiều token là chứng khoán nhưng mà không bao giờ nêu rõ tên hết các bạn và không có dễ như là ông ta nghĩ khi mà các bạn thấy là ra To với lại XRP mới đầu nghĩ là Ripple XRP có thể dễ dàng chứng minh được XRP là một chứng khoán theo định nghĩa của Howie Test nhưng mà ra To hai năm rồi không có kết quả tại vì rất rõ ràng là Howie Test nó quá chung chung khi mà ra tò đó là mỗi bên sẽ tự biện luận và không có kết quả cho nên chưa được chắc chắn sự thừa biết điều đó chứ nếu như mà ông ta đã chắc chắn rồi thì ông ta đi kiện tất cả token này các bạn đâu có cần phải cứ phát biểu một cách chung chung như vậy lý do là tại vì ông ta biết ông ta không chắc chắn thắng khi mà ông ta nói một đồng nào đó là chứng khoán thì cơ hội thắng là 50 50 thôi chứ không phải là chắc chắn cái đó là thắng tại vì SEC không thể ra luật được đây là điều mà tôi muốn chia sẻ để các bạn hiểu vì lý do đó đó ông ta thông qua tổng chân lý uh, New York uh, để mà nói ether là chứng khoán để xem coi là kết quả ra sao tại vì chính giao tranh cũng không có đủ lòng tin nói y tờ chứng khoán ông ta chỉ nói chung chung để xem coi là mọi người phản như thế nào chứ còn nếu người ra tòa đó là một chuyện khác rồi các bạn Nói tới SEC đó thì chúng ta lại một lần nữa sẽ nói tới cái vụ mà tài sản của công ty Voyager bán cho Binance US. Các bạn đã nhớ là SEC đã cử một luật sư đến để mà nói phản đối về cái việc bán tài sản của Voyager cho Binance US. Rồi sau đó, đó các bạn đã nhớ là thẩm phán Michael Wiles. À, đã không đồng ý với lập luận của sec nói là tài sản này sẽ được bán cho binance us rồi sau đó sec lại à, đi kháng cáo một lần nữa để mà được xem xét lại nhưng mà cái cuối cùng đã kết quả cũng như nhau mà thôi nó tóm lại đó thì à, thẩm phán đã hỏi sec một lần nữa là tại sao lại không cho bán tài sản của Voyager digital cho Binance US thì uh, bên SEC đã chỉ nói chung chung mà thôi nói là Binance US là một cái sàn mà có thể là vi phạm luật chứng khoán, tại vì ở trên sàn của Binance US có thể là có một số token gọi là chứng khoán, nhưng mà thẩm phán đó đã hỏi là đây là nói chung chung quá có thể nói rõ hơn được hay không? SEC nói là được nhưng mà muốn nói riêng với lại thẩm phán mà thôi, nhưng mà thẩm phán nói là không, hãy nói trực tiếp để mọi người cùng nghe lập luận của SEC tại sao mà nên ngưng cái giao dịch này và không cho Voyager bán cho Binance US thì SEC đã nói là ok chúng tôi nghĩ mà được là hôm nay chúng tôi nghĩ mà thôi chứ tôi không chắc chắn chúng tôi nghĩ là token Voyager có thể là một chứng khoán vì lý do đó sàn Binance US đã vi phạm được chứng khoán của năm 1934 nhưng mà đây là ý nghĩ của chúng tôi mà thôi chứ còn chúng tôi không đại diện cho ý nghĩ của SEC cho nên SEC chưa bao giờ nói gì hết nhưng mà hãy là chúng tôi đi đừng có bán tài sản này cho bạn US và cuối cùng các bạn được là thẩm phán tóm lại nói là SEC nói tào lao quyết định một lần nữa bán tài sản của vôi cho bạn US tôi thật sự hy vọng là cái vụ kiện giữa Ripple và SEC đó Ripple cuối cùng là người thắng kiện chúng ta hy vọng sẽ biết thông tin sớm mà thôi và trong cái tình hình hỗn uh, loạn này và cái sự đàn áp đến từ của những cái cơ quan chính phủ các bạn sẽ thấy được một điều và điều này nó rất là thú vị các bạn là công ty fidelity là một trong những cái ngân hàng quản lý tài sản rất là lớn và Fidelity đã mở giao dịch Bitcoin, Ethereum cho hàng triệu người dùng của mình. Chi tiết hơn đó là các bạn thấy được là Fidelity đã mở cái dịch vụ này cho những người nào mà đang trong danh sách chờ đợi. Tuy là bây giờ họ vẫn chưa có mở cho tất cả tiểu bang nhưng mà họ nói là sẽ sớm mà thôi. Và ở trên cái ứng dụng của Fidelity thì ngoại trừ là có thể là trade stock, nghĩa là trade cổ phiếu thì những cái khách hàng đó có thể tiếp cận được và trade Bitcoin và Ethereum chỉ hai loại tài sản này bây giờ mà thôi. Và trade thì không có tốn phí chỉ là phải trả cái mức chênh lệch là một phần trăm giữa giá bán và giá mua mà thôi đó gọi là spread cũng rất là bình thường ở trong những cái ứng dụng như thế này tại vì không có phí giao dịch thì phải trả cái spread và các bạn thấy được đây là cái điều thú vị tại vì biết bao nhiêu là những công ty đang lo sợ về sự đàn áp đến từ chính phủ nhưng mà Fidelity và chúng ta được Goldman Sachs hay là thậm chí BlackRock đó lại không có sợ các bạn, họ vẫn tiếp tục tiến sâu vào thị trường này. có phải là họ biết điều gì mà những người khác không biết hay là không. Tôi nghĩ là đương nhiên rồi, Fidelity sẽ không lựa chọn đầu tư tiền bạc để mà mở một sàn giao dịch crypto trong thời điểm mà nhiều con crypto đang lo lắng. Tại vì sao? Tại vì tôi nghĩ là họ đã nắm bắt được là sớm muộn gì thì crypto này cũng sẽ rất là lớn mạnh và những gì xảy ra bây giờ đó cũng có thể là dọn đường những công ty forward bắt đầu trở thành những công ty lớn trong thị trường crypto này Chúng ta cũng có một cái thông tin lớn liên quan tới Ethereum. Cuối cùng thì chúng ta đã có ngày mà cập nhật kế tiếp của Ethereum đó chính là cập nhật sang 22 Fork và cái ngày đó à, chính là ngày 12 tháng 4 các bạn. Hiện bây giờ là chúng ta đang à, thử nghiệm cái mạng lưới à, testnet cuối cùng đó chính là Go Early hay là GoLi. Thì à, trong thời gian khoảng chừng là một tháng nữa chúng ta sẽ có cập nhật sang 2 và hai phút sang hai của Ether đó thì bao gồm nhiều đề xuất cả tiếng Ethereum hay gọi là EIP trong đó có những đề xuất nổi bật bao gồm thứ nhất là EIP-3855 à, hay còn gọi là PUSHO Instruction tối ưu hóa cho mã nguồn hợp đồng thông minh. Cái đó là EIP-3651 hay gọi là Warm Coinbase giúp giảm chi phí cho Block Building và cho phép PBS đi vào hoạt động. Uh, hai cái đó thực sự thường không có hiểu rõ đó các bạn thường không phải là người mà chuyên nghiệp lập trình nhưng mà cái điều kế tiếp là cái điều liên quan đến tài chính của Ethereum EIP 4895 đề xuất này đó cho phép các validators mở khóa Ether đã stake trong hợp đồng Ether 2.0 trong suốt thời gian qua có nghĩa là hiện bây giờ các bạn stake không rút ra được ở trong mạng beacon nhưng mà khi mà có công nhật này rồi đó thì sẽ có thể rút cái phần stake đó ra được và bây giờ đang có rất nhiều Ether stake trong đó cái mối lo sợ là khi mà unstake đó, thì tất cả đều sẽ unstake và bán dẫn đến là giá y từ đi xuống nhưng mà đó là một cách nghĩ mới thôi các bạn thứ nhất là khi mà unstake đó, thì sẽ unstake theo từng đợt chứ không phải là tất cả unstake một lúc Thứ nhì nữa là không phải ai cũng muốn Unstake đâu các bạn Có thể là một số người đương nhiên có đây họ đang chờ để Unstake để mà lấy ra bán Nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy được là có nhiều Ether đang được nạp vào trong để mà staking lấy lãi Tại vì họ biết là Ether sắp sửa có cơ việc sang hai họ thấy an tâm hơn khi mà họ an tâm là họ có thể rút bất cứ lúc nào thì sẽ có thể dẫn đến nhiều người stake hơn nữa. Cho nên cái số lượng stake và unstake Thường nghĩ là có khả năng là cái số lượng sẽ stake thêm tại vì có cập nhật sang hai có thể nhiều hơn cái số lượng unstake đó là cái sự thường mà thôi nhưng mà thuận cũng có cái thiên về lạc quan lên bằng quan Ethereum cái bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và nói tới à, những ngân hàng và crypto đó thì các bạn thấy được là cho dù chúng ta nghe nhiều thông tin xấu liên quan tới Silvergate liên quan tới uh, ngân hàng Signature nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là Coinbase vẫn có thêm một đối tác ngân hàng mới đó chính là Standard Charter và đối tác này sẽ giúp base phục vụ thị trường của Singapore Các bạn đã thấy là ngân hàng này sắp đổ Sẽ còn ngân hàng khác hỗ trợ crypto Không có bạn bè bệnh viện Không có cơ thủ bệnh viện Chỉ có lợi bệnh viện mà thôi Chỉ cần là có lợi có tiền Thì sẽ có ngân hàng hỗ trợ và Klasno cũng có một cái thống kê rất là thú vị các bạn. Chúng ta đã từng xem thống kê này cách đây rất là lâu rồi. Đây là cái thống kê cái số lượng BTC được lưu trữ bởi một số nhóm người và chúng ta đã biết là thị trường này chúng ta thường hay sử dụng những cái sinh vật học ở biển để mà ví những cái nhóm người. Chúng ta thường hay nghe nói cá voi, cá mập. Chúng ta thường hay nói tới nước sống. Thì ở trong sinh vật biển đó chúng ta có thứ nhất là những con tôm các bạn. Tôm là những người nào mà lưu trữ dưới một BTC. Kế đó là chúng ta có cua crab lưu trữ từ 1 tới 10 BTC. Kế đó là chúng ta có bạch tuộc octopus là những người lưu trữ từ 10 tới 50 BTC. người ta có cá những người mà lưu trữ từ 50 tới 100 BTC. Kế đó là dolphin cá voi những người mà lưu trữ từ 100 tới 500 BTC. Rồi kế đó nữa là cá mập shark lưu trữ từ 500 tới 1000 BTC. À, kế đó nữa là cá voi lưu trữ từ 1.000 tới 5.000 BTC và chúng ta có cái nhóm mà nhiều nhất đó chính là humpback có nghĩa là cá voi lưng gù lưu trữ hơn 5.000 BTC và sau đó chúng ta có những thời đào và những cái sàn giao dịch chúng ta sẽ không có à, tính tới cái số này tại vì đây không phải là đại diện cho một người hay một nhóm mà đây là đại diện cho rất nhiều người nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự khác biệt à, giữa tháng 2 năm 2021 tới tháng 1 năm 2023 từ lúc mà bull đợt vừa rồi cho đến đầu năm nay thì kết quả Bitcoin thuộc về tay của ai các bạn cuối cùng thì chúng ta đã để ý thấy được là chúng ta có cái sự thay đổi nhiều nhất đó chính là cá voi các bạn cái nhóm cá voi này đó đã giảm đi 404% 4 địa chỉ bí rồi nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy có một cái sự tăng trưởng thứ nhất là sự tăng trưởng của Shark cá, à, cá mập các bạn cái nhóm này là nhóm người mà có từ 500 tới 1000 10 BTC thì họ đã có thêm 2.1% địa chỉ ví. Chúng ta cũng có à, cái nhóm tăng trưởng nhiều thứ nhì là tôm các bạn, cái nhóm tôm này đã tăng 1.6% so với lại tháng 1 năm 2021. Cua thì tăng 1.5% và cá vô lưng gù thì à, tăng 1% địa chỉ ví. Đây là cái sự phân bổ sau một mùa tăng trưởng đó thì à, Cá mập tóm lại đã nhả hàng các bạn, đã nhả 4.4%, nhưng mà cái số lượng hàng đó thì lại được thu mua bởi cá voi lưng gù, bởi cá mập, cua và tôm. Các bạn thuộc nhóm nào trong đây? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thong Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ bón như tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn